Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Và bây giờ thì chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc này, 12 giờ mỗi buổi trưa. Đến với chuyên mục đọc truyện trong buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa đến với tập 6 của bộ truyện Gả cho Cổ Ba đến từ tác giả Trang Bubi. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì tình yêu mù quáng dành cho Cổ Phong, con trai của gia đình ông Mai, một phú hào trong vùng. Chính vì vậy, Trâm bằng mọi cách nhất quyết chiếm được trái tim của người đàn ông này, mặc dù biết rằng anh đã có vợ. Ở tập truyện ngày hôm nay thì cô ta sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Liệu rằng Phong có thể nào thoát khỏi nanh vuốt của cô ta hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem màn kịch thú vị này sẽ xảy đến như thế nào. Bên cạnh đó thì thân phận của người phụ nữ cùng với đứa trẻ bí ẩn xuất hiện trong giấc mơ của Hạnh, vợ của cậu Phong, cũng sẽ được làm sáng tỏ. Vậy thì họ là ai? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này để đi tìm câu trả lời. Và sau khi lắng nghe xong, vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu, nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa, quý vị vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Gả cho Cậu Ba, tác giả Trang Bubi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Tức thì giải quyết được gì? Thời gian Trâm ở đây đã lâu, thế mà chưa sơ mối được gì cả, có điên không? Chị nói cho Trâm tin vui này nhé. Tối mai chú bà sẽ cùng chồng chị đi uống rượu với đối tác làm ăn. Nghe bảo đối tác này lớn lắm, tận trong Sài Gòn ra đây. Thấy anh Tấn còn bảo ông đối tác này tửu lượng rất tốt, mà anh Tấn nhà chị đâu biết uống được rượu đâu. Tối mai Trâm cứ chuẩn bị mọi thứ đi, đợi chú bà say thì khi đó chú chết chắc trong lòng của Trâm đấy. Trâm nghe xong hai mắt sáng bừng rồi đáp lại. Có chắc chứ chị? Chắc chứ sao không, chính miệng anh Tấn nói với chị như vậy mà. Mợ Tuyết đắc ý cắt một miếng xoài chua rồi tóm tém nhai. Bởi vì mợ đang vui nên ăn gì cũng thấy ngon cả. Sau khi thong thả ăn hết cả quả, mợ liền đi xuống nhà hỏi thăm bu chồng của mợ một câu, tiện thể khích bác thêm một số điều nữa. Dạo này thì bu chồng của mợ lạ lắm nhé. Sau cái vụ ông dằn mặt bà, lại thấy bà tu khẩu hẳn đi, hiền dịu hẳn ra. Bà lại còn xa con bưởi nấu canh thuốc bác cho bà hai nữa chứ. Đúng là chuyện lạ khó tin trên đời. Nhưng ông lại tin bà răm rắp. Có lần mợ thử lấy một ít canh đem ra ngoài tiệm thuốc đông y, nhờ thầy lang kiểm chứng lại. Quái lạ, trong chén canh toàn là thuốc bổ không thôi. Dù có như vậy, nhưng mà mợ cũng chả tin đâu nhá. Cùng một ruột với nhau, mợ hiểu chứ. Sau khi Trâm đi khỏi, cô cười lớn một trận muốn nội thương. Cô nghĩ Trâm chắc tức mình lắm, cơ mà cứ mặc kệ đi. Chồng cô mà, cô không giữ thì ai giữ? Còn phục mở sát đất luôn đấy. Mở để ý vẻ mặt cô Trâm đó không? Buồn cười quá, nhưng mà con không dám cười ấy. Ôi giời à, cô ta làm như ai cũng giống như mình ấy. Mở đoán chắc giờ này đang bù lu bù loa bên phòng chị Tuyết. Bảo sao hôm nay mở thấy chị ta tốt đột xuất như vậy, lại còn giục mở lên phòng nghỉ ngơi cơ đấy. Cô vừa dứt lời thì nhìn thấy bà hai xuất hiện, bà hỏi. Bu vào được không? Cô vội vàng đứng dậy đáp. Con mời bu lánh vào trong này. Nói rồi cô sai nhỏ Đào đi rót nước. Bà vội vàng nói. Thôi, không cần nước nôi gì đâu. Bu lên đây hỏi thăm con xem thế nào rồi. Thấy con khỏe là bu mừng lắm rồi. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bu đã quan tâm. Được trời thương con vẫn khỏe lắm. Mà mấy hôm nay coi bộ sắc mặt của bu hồng hào hơn rồi đấy. Bà hai gật đầu cười. Mấy hôm nay tự dưng bà cả tốt đột xuất, lại còn nấu canh thuốc bác cho bu uống nữa. Nhờ vậy tâm trạng của bu cũng thoải mái hơn. Nghe bà hai nói cô giật mình không tin được. Người như bu chồng của cô cũng có ngày quan tâm đến người khác như vậy sao? Cô không muốn nghĩ xấu đâu, nhưng mà cái cảm giác cứ mách bảo có điều gì đó không ổn. Bà hai hiểu phần nào suy nghĩ của cô thì liền nói tiếp. Bố cũng sợ giống như con đang nghĩ vậy. Bố có bảo thằng Phát mang ít canh ra hỏi ông thầy lang băm,
Ông ấy khá có tiếng ở đây, trình độ y thuật rất cao. Ông ấy nói canh này không có vấn đề gì cả, trong đó toàn là nguyên liệu thuốc bổ cả thôi. Bà Hai nói như vậy thì cô tin hẳn rồi. Có phải là cô đã suy nghĩ quá nhiều không? Nếu như bà cả thay đổi tâm tính thì quá tốt. Cái nhà này ít ra cũng được bình yên. Cô thấy bà Hai định nói thêm điều gì đó, mà còn liếc mắt nhìn nhỏ Đào. Cô hiểu ý liền nói. Đào, em mang giúp mở ít quần áo này xuống giặt hộ nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn thấy nhỏ Đào đi hẳn rồi thì bà mới dám hỏi. Phải rồi, bố muốn hỏi lại con, hôm trước con kể về giấc mơ gì đó. Dạo gần đây con có còn mơ thấy nữa không? Dạ không ạ. Một tuần con nằm viện không thấy mộng mị gì cả. Mà sao Bu Lánh lại hỏi như vậy? Bà Hai ngập ngừng rồi nói. Chẳng là sắp tới dỗ người phụ nữ đó, Bu không biết là bà ấy có muốn dặn dò gì không? Nói như vậy tức là Bu Lánh biết bà ấy sao? Bà Hai gật đầu thở dài. Chuyện đã qua rồi, nhưng mà con tuyệt đối không được kể cho ai chuyện này đâu đấy. Dạ vâng ạ. Mà Bu Lánh có thể cho con biết người phụ nữ ấy là ai không ạ? Bố nghĩ là con không nên biết thì tốt hơn. Bu Lánh, thôi nghỉ ngơi đi, Bu xuống bên dưới đây. Có vẻ như Bu Lánh kiên quyết không muốn nói, vậy nên cô cũng không hỏi nhiều nữa. Cô dạ nhẹ một tiếng rồi cũng đi thay một bộ đồ khác mặc vào, ở nhà cho dễ chịu. Xong một hồi thì cô xuống bếp phụ mọi người nấu ăn. Mà có điều, hễ cô động tay động chân vào việc gì đó, đều có người tranh làm. Thấy lạ thì cô liền hỏi. Mọi người sao thế? Những thứ này tôi vẫn làm suốt đấy thôi. Con bưởi vội lên tiếng. Mợ ơi, mợ thương tụi con thì mợ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Đến giờ ăn cơm tụi con lên gọi mợ. Bây giờ mà để cho mợ làm những việc này, cậu vặt lông tụi con ấy. Ôi trời ạ, mấy việc này có gì nặng nhọc đâu, ngồi không cũng buồn bực chân tay ấy. Đúng lúc này thì Vũ Mậu cầm ca nước nóng đi đến. Vũ liếc mắt một cái rồi nói đều. Bây giờ thì mợ là nhất rồi, ai dám động vào mợ nữa. Không biết là mợ có cho cậu Phong ăn gì không, mà cậu cứ bênh mợ chằm chạp như vậy. Vũ Mậu vừa nói vừa mỉa mai, nghe cũng có một chút khó coi. Khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì đằng sau đã có giọng nói vang lên. Vợ tôi thì tôi bênh, liên quan gì đến Vũ? Vũ Mậu nhìn thấy cậu Phong, giật mình đến nỗi suýt chút nữa rơi ca nước nóng xuống đất. Vũ chậm chậm trả lời. Tôi không có ý đó đâu cậu. Chỉ là tôi thấy trước nay nhà mình không có dâu nào là không phải làm gì cả. Cậu bênh mợ như vậy sẽ chịu hư mợ đấy. Trước không có, bây giờ có. Tôi cứ thích như vậy đấy. Chịu hay không chịu thì cũng phải chịu. Cậu Phong thái độ kiên quyết, thế nên Vũ Mậu đành phải im lặng không dám cãi. Thật lòng thì Vũ cũng sợ cái uy của cậu, không khác gì sợ ông mái vậy. Vũ ngậm ngùi rồi nói. Tôi chỉ là góp ý như vậy thôi, còn tùy cậu quyết định à? Cậu nói lớn. Mọi người nghe cho rõ đây, đây là vợ cậu. Bất kỳ ai trong nhà đều không được phép bắt vợ cậu làm gì cả, ngoài trừ cậu. Mọi người nghe rõ chưa? Dạ vâng thưa cậu, tụi con biết rồi à? Vũ Mậu sắc mặt xanh xao, đỏ đỏ, rồi bước đi pha trà, tức tốc lên bẩm báo với bà Dung. Bà ơi, cậu Phong bây giờ cứ lạ lạ thế nào ấy? Hay là cô ta cho cậu ấy ăn bùa mê thuốc lú gì không? Bà Dung nghe xong cũng tức lắm, thế nhưng thời gian này bà đang cố gắng nhẫn nhịn. Bà nói, thằng Phong nó đâu có ngu như người khác mà bị ăn bùa mê thuốc lú đâu. Nhưng mà tôi thấy cậu ấy cứ như trở thành người khác vậy. Nó giống cái thằng thầy của nó chứ ai nữa. Gặp được tình yêu là cứ tớn cả lên, đâu còn biết đến ai nữa. Thôi, đi xem cơm nước thế nào đi, tôi đói rồi đấy. Dạ vâng ạ. Bữa trưa sau khi dùng bữa xong, cô liền đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Cậu cũng có bước theo sau cô. Cậu để ý nhé, quái lạ, con vợ cậu hôm nay bị làm sao ấy, chẳng giống thường ngày tí nào cả. Bình thường nhìn thấy cậu sẽ quan tâm hỏi han, hôm nay bày đặt làm lơ mức kinh chứ. Hay là vợ cậu sau cú va đập vào đầu, thế nên ảnh hưởng đến dây thần kinh nào đó.
Cậu tức lắm, nhưng mà nghĩ dù sao cũng vì mình nên con vợ mới bị như vậy. Lên đến phòng cậu hỏi. Này, làm sao đấy? Em có sao đâu. Cô nén cảm xúc lại để thờ ơ với cậu. Cô cũng không giận cậu đâu, mà cố tình làm màu như vậy để cho cậu tức. Rồi thì cậu sẽ hỏi thăm lý do. Đến khi đó cái cô Trâm kia bẽ mặt là cái chắc. Hơn nữa lâu lâu trêu cậu một tí cũng vui. Vợ chồng mà hòa thuận với nhau mãi cũng chán. Cậu lại không hiểu được chuyện gì. Rõ ràng ngày qua vẫn vui vẻ lắm cơ mà. Ngủ trưa, hai vợ chồng nằm cùng một giường. Trời nóng, cùng nhau cái quạt. Cậu tức quá xoay hết quạt về phía của mình. Ấy thế mà vợ cậu vẫn cứ lặng thinh. Nằm một lúc bực quá không chịu được nữa, cậu bật dậy rồi hỏi. Tôi không thấy nóng mà. Không biết đường há mồm ra kêu thế. Cô vẫn cứ nằm im bất động, mắt lại nhắm nghiền như là mình đã ngủ. Nhìn áo của vợ thấm đẫm mồ hôi, tóc tai cũng ướt nhèm ra đấy. Cậu bình tĩnh rồi hỏi. Này, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Cô có câm đâu mà im lặng suốt như vậy. Cô mở mắt ra nhìn cậu. Nhìn bộ quần áo trên người cậu rồi cô nói. Mấy ngày em đi vắng, cậu có người thủ thỉ rồi chăm sóc. Em hiểu là mình chẳng là gì với cậu, thế nên em biết thân biết phận một chút thôi. Cậu sợ chán cô, không sốt, mà sao nói dở hơi như vậy? Cậu hỏi tiếp. Thế nói hầm hầm cái gì thế? Cái gì mà có người thủ thỉ rồi chăm sóc? Thì chẳng phải là như vậy sao? Lúc sáng, em về thì thấy cô Trâm còn gấp quần áo cho cậu. Còn gì nữa nhỉ? Cô ấy nói giống như kiểu mối quan hệ hai người thân thiết lắm vậy. Cậu cho mày hiểu ra vấn đề. Cậu nói. Ngồi yên đấy. Tôi đi gọi con Bưởi và Trâm lên đây. Tôi nó mà nói điều, tôi tát vỡ mồm. Cậu nói là làm ngay. Một khi cậu đã điên lên, cậu thách ai dám cản được cậu. Con Bưởi được cậu gọi lên phòng, hại nó sợ suýt nữa bay hết cả hồn vía. Trâm tuy cũng có chút lo lắng, nhưng mà vẫn bình tĩnh hơn con Bưởi. Thấy cô ngồi ở giường, Trâm cũng có một chút hiểu ra vấn đề. Nhưng mà Trâm vẫn giả vờ rồi hỏi. Không biết là cậu gọi em và Bưởi lên đây có chuyện gì không à? Cậu nghiêm giọng rồi hỏi con Bưởi trước. Con Bưởi, mấy ngày mở đi vắng, cậu bảo mày gấp quần áo giúp cậu có đúng không? Con Bưởi run run trả lời. Dạ vâng thưa cậu. Quần áo của cậu do đích thân mày gấp chứ? Mày mà nói điều, tao tát vỡ mồm đấy. Con Bưởi run sợ liếc sang nhìn Trâm. Nó chậm chậm rồi trả lời. Dạ đúng là cậu dặn con gấp quần áo cho cậu. Nhưng mà... Cậu quát lớn. Nhưng mà làm sao? Mày lưỡi ngắn không nói nên lời à? Dạ, nhưng mà cô Trâm tranh làm hết cậu à? Cô nói quần áo của cậu cứ để cô lo. Thế ta là chủ mày, hay là cô ấy? Dạ, là cậu à. Thế thì mày biết tội của mày chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin cậu tha cho con xin cậu đấy. Ở đây không chỉ có mình cậu, còn mợ của mày Lulu ra đấy nữa. Con Bưởi lại tiếp tục van xin. Con xin mợ tha cho con lần này à? Thực ra thì cô chỉ muốn dằn mặt Trâm thôi, cũng không muốn làm khó đến con Bưởi. Cô từ từ rồi đáp. Con Bưởi cũng không muốn như vậy. Cậu tha cho nó đi cậu. Cậu Phong nghiêm giọng nói tiếp. Mày nghe rõ chưa Bưởi? Hôm nay là mợ tha cho mày chứ không phải là cậu. Lần sau mày còn dám làm trái lời cậu, cậu vả cho vêu mồm đấy. Dạ vâng ạ, con đổi ơn cậu, con đổi ơn mợ. Mày lui xuống dưới, luộc cho cậu nồi khoai lang nhanh lên. Con Bưởi không dám trả treo hỏi lại, răm rắp nghe lời. Sau khi con Bưởi đi khỏi thì cậu mới quay sang nhìn Trâm. Trâm vẫn đứng chết chân tại chỗ không nói lời nào. Cậu hỏi. Trâm, cô có cần tôi nhắc lại lần nữa cho rõ mối quan hệ của tôi và cô không? Trâm luống cuống giải thích. Cậu Phong, thực ra là mấy hôm đó em thấy bé Bưởi nó bận, thế nên mới muốn phụ giúp nó một tay thôi. Em không có ý gì cả. Có ý hay không, trong lòng của cô biết rõ. Đừng tưởng là tôi không biết cô muốn gì.
Tôi nói thẳng cho cô hay, cô có là bác sĩ thì mặc kệ cô. Kể cả cô có nằm ở đó phơi bày 7 ngày đi chăng nữa, tôi cũng không thèm để ý. Cô muốn chia rẽ vợ chồng tôi à? Trầm nghe xong, hai hàng nước mắt sớm tuôn rơi. Trầm khóc. Em thừa nhận là em thích cậu, nhưng mà cậu cũng đừng nói oan cho em như vậy chứ. Em nào dám chia rẽ vợ chồng cậu. Thích cậu, nhưng mà em vẫn lặng lẽ để trong lòng thôi. Cậu xưa nay vốn rất ghét đàn bà con gái khóc trước mặt mình. Thấy Trầm khóc có một chút lúng túng, thế nhưng rất nhanh cậu lại lạnh lùng rồi nói. Cô mà oan á, oan thị mầu á, thứ đàn bà con gái gì mà vô duyên. Chả có ai khiến, cũng đi động vào cái quần lót của đàn ông. Cô đứng nãy giờ nhịn cười muốn tắc thở, nhìn cái sắc mặt đen kịt của Trâm mà tiếc rằng không thể nào thoải mái cười một trận ngay lập tức. Cô biết là cô cũng hơi lắm trò, cơ mà không thể nào nhân nhượng với những thành phần có sức mạnh ảo tưởng cao siêu như vậy. Trâm lúc này hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi. Kìa, cậu Phong. Đúng lúc này thì Mợ Tuyết cũng từ dưới đi lên. Thấy Trầm khóc, Mợ hiểu được một chút. Mợ không hỏi Trầm ngay, mà hỏi cậu ba trước. Chú ba, không biết là Trầm nhà tôi đã làm gì để cho chú phải tức giận như vậy. Chị lên đây đúng lúc lắm. Chị xem đi, em gái của chị tùy tiện động vào quần áo của tôi đấy. Chú ba, thực ra tôi thấy Trầm làm như vậy cũng không hẳn là sai đâu. Cậu Phong lườm Mợ Tuyết. Mợ Tuyết tuy thân làm chị dâu nhưng vẫn phải kiêng dè cậu lắm. Mợ nói khéo léo hơn một tí. Thực ra thì Trâm nó cũng muốn phụ con Bưởi một tay thôi. Mấy hôm nay con Đào vào viện chăm thím ba, con Bưởi còn phải làm thêm việc của Đào nữa. Chuyện có như vậy thôi, chị nghĩ cũng chả có gì to tát đáng để chú phải giận như thế cả. Chị Tuyết, chị biết tính tôi mà. Đồ của tôi không khiến, cấm ai dám động vào. Chị thấy nó không sai, nhưng mà tôi thấy sai. Mà đã sai thì phải phạt. Chú ba, chứ không nể mặt chị được sao? Mặt chị là cái thá gì mà tôi phải nể? Trên đời này, phàm những người nào muốn đình phong tôi nể, trước tiên phải sống cho tử tế. Mợ Tuyết tức run cả người không dám lớn tiếng, mà ngậm ngùi rồi nói. Tùy chú thôi. Trầm liếc mắt nhìn Mợ Tuyết, ánh mắt của Mợ cũng đầy bất lực. Cô từ nãy đến giờ cũng thấy như thế là đủ rồi. Cô hy vọng lần sau Trầm sẽ nhận ra mà không tơ tưởng gì đến cậu nữa. Bình thường cậu Phong ít nói bao nhiêu thì lúc nóng giận nói nhiều bấy nhiêu. Cậu mà nóng lên thì cậu sẽ chẳng nề nang gì cả. Cậu kiên quyết rồi nói. Nếu như Trầm là thằng đàn ông nào đó thì có khi Trầm vỡ mồm với tôi rồi đấy. Nhưng mà tôi vẫn phải phạt là phạt. Trầm nức nở rồi hỏi. Cậu phạt em thế nào à? Xem con Bưởi luộc khoai xong chưa? Đi xuống, ăn hết chỗ khoai đó đi. Trâm và Mợ Tuyết tròn xoe mắt nhìn cậu. Từ nào đến giờ có kiểu phạt ăn khoai à? Cậu quát. Thế còn chưa đi? Mợ Tuyết và Trâm ngậm ngùi bước đi. Cô lấy tay che miệng cười. Cậu quay lại nhìn con vợ của cậu. Chắc bây giờ vợ cậu đang hả dạ lắm đây. Vừa lòng chưa? Cô giả bộ rồi hỏi. Gì chứ? Sao lại vừa lòng em? Mà em hỏi thật nhá. Mà sao cậu lại phạt cô Trâm ăn khoai thế? Thì tôi nghe nói cô ta ghét ăn khoai. Ghê nhá. Biết cả sở thích ghét bỏ của nhau cơ đây. Thế cô có thích ăn khoai không? Nhìn cái mặt của cậu, cô ngửi được mùi trêu chọc ở đây. Cô giả bộ ngây thơ rồi hỏi. Cái gì cơ? Mà sao tự nhiên hỏi em? Khoai này có mà cô ăn cả đời không hết đấy. Chết tiệt. Nghe cậu nói, cô liền liên tưởng đến củ khoai của cậu. Bỗng nhiên cô xấu hổ đỏ mặt. Cậu được đà trêu tiếp. Cậu tiến đến gần cô, rồi nép cô vào sát thành giường rồi cậu nói nhỏ. Khoai này vừa to vừa dài. Thế còn muốn ăn không? To quá không vừa miệng. Dài quá thì nút không trôi. Thôi, em xin từ chối cậu à. Nói xong thì cô nhanh nhẹn để cậu sang một bên, còn mình thì chuồn là thượng sách. Trâm ở bên dưới khóc cả nước mắt.
Mợ Tuyết đứng nhìn chỉ biết chép miệng mấy cái rõ dài. Trước đây thì mợ cứ tưởng rằng Hạnh dễ đối phó. Ai ngờ càng ngày thì biết, tưởng không khó mà lại khó không tưởng. Buổi tối hôm đó cả nhà ăn tối như thường lệ. Hôm nay có mặt đông đủ cả nhà, và cũng là bữa cơm cô thấy yên bình nhất từ trước đến giờ. Có vẻ như bà cả thay đổi nết hẳn, tự dưng lại hiền dịu đột xuất, cũng khiến cô cảm thấy không quen. Kỳ lạ là có những lúc quá đối bình yên lại khiến bản thân cảm thấy lo lắng. Liệu rằng sự bình yên này có thực sự tồn tại hay chỉ là một khởi đầu cho giông tố phía sau? Nhìn thấy hai bà hòa thuận thế nên ông cũng rất vui. Ông bắt đầu quan tâm từng người một. Sau rồi đến lượt cô thì ông nói: cho đến giờ phút này tôi không hối hận chọn con bé Hạnh làm vợ của thằng ba. Bởi vì ít ra thì con bé thực lòng lo lắng cho chồng của nó. Ông nói lại khiến cho Mợ Tuyết nhột, thế rồi nhớ lại chuyện ngày xưa. Chẳng là ngày đó cậu với Mợ đi trên đường bờ đê, có gặp một đám cướp. Khi đó thì Mợ run quá nên đã giao lại hết của cải của mình có trong người. Mợ còn nói, nếu như bắt buộc phải giữ người thì hãy giữ cậu Tấn lại. Mợ là Mợ nhát chết thật đấy, nhưng mà Mợ cũng yêu cậu thật lòng cơ mà. Ăn tối xong, bà Dung gọi cậu Phong vào gian phòng nói chuyện. Thế nhưng ngặt nỗi, cậu có việc đột xuất nên giờ đi ngay sau bữa cơm. Hóa ra là từ hôm đó cho đến bây giờ thì cậu vẫn chưa chịu nói chuyện với bà. Lên phòng, cô nằm suy nghĩ một lát đủ thứ chuyện trên đời nên không thể nào ngủ được. Khuya lắm rồi cậu vẫn chưa về. Đợi đến khi qua 12 giờ đêm, cô mới thiêm thiếp ngủ một chút. Thế nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì cô đã nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ con cứ văng vẳng bên tai. Tiếng khóc này rất chân thật. Chân thật đến nỗi cô có thể nghe rõ mồn một cơ đấy. Cô liếc mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng khóc thì bất chợt đứa bé ở bên ô cửa sổ. Này, sao em khóc thế? Đứa bé vừa khóc vừa nói. Chị ơi, em sắp mất nhà rồi. Nhất định phải giữ căn nhà đó lại cho bố con em nhé. Nhất định phải giữ đấy. Khi mà cô còn chưa kịp trả lời thì đã bị một bàn tay đập vào vai, khiến cô bừng tỉnh. Cô mở choàng mắt ra thì nhìn thấy gương mặt của cậu Phong đang nhìn mình đầy khó hiểu. Cô mơ thấy gì á? Cô biết là con nói thì cậu cũng không tin, thế nên cô liền lắc đầu. Cậu lên giường nằm xuống cạnh cô, kéo cô ôm chặt vào lòng, cậu tâm sự. Có lẽ người phụ nữ cô gặp trong giấc mơ và đứa bé ấy chính là Bu và em trai của tôi đấy. Cô ngạc nhiên nhìn cậu Phong, cậu thở dài rồi nói tiếp. Thôi, ngủ đi, muộn lắm rồi đấy. Cô định hỏi, thế nhưng rồi lại thôi. Cô biết là cậu đang rất mệt, đành ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Có cậu ôm chặt, cô ngủ ngon đến lạ. Sáng sớm ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã nhìn thấy bà Dung cùng với một người đàn ông trung tuổi đứng nói chuyện với nhau. Cô mang máng nghe được hình như hai người đang bàn về việc phá bỏ ngôi nhà kia thì phải. Cô lại nhớ đến lời thằng bé trong giấc mơ, nhất định phải giữ. Nghe đến đây cô dùng mình một cái. Lẽ nào đứa bé ấy đã biết trước được ý định của bà nên mới báo mộng cho cô sao? Còn nữa, cậu Phong đêm qua còn nói đứa bé là em trai của cậu và người phụ nữ ấy là Bu cậu. Tức là cậu Phong đã đi tìm hiểu và biết được điều gì đó sao? Thảo nào cô thấy cậu xa cách với bà Dung như vậy, mà nói đúng hơn là ánh mắt thay đổi hẳn. Cô bắt đầu suy nghĩ, không biết làm sao để bà dừng lại ý định phá bỏ ngôi nhà kia. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng thì cô quyết định tối nay sẽ nói chuyện với cậu Phong về giấc mơ đêm qua. Có điều cô vẫn băn khoăn không biết có nên nói cho bà hai biết không. Từ hôm qua xuất viện trở về, cậu Phong không cho làm bất cứ việc gì, mà bà Dung cũng đang không thèm để ý đến cô, thế nên cô rảnh rỗi hẳn. Tầm đến chiều khi mà cô vẫn còn đang say giấc thì cậu Phong trở về. Cậu về, cậu thay một bộ quần áo đẹp. Nhìn cậu mặc bộ com lê nòm gió oách. Cái tướng của cậu cao to cộng với khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, cô cứ tha thần ngắm nhìn cậu mãi. Mà không biết bữa nay cậu đi đâu mà lại ăn mặc lịch sự như vậy. Cô lên tiếng rồi hỏi. Cậu diện đồ đẹp đi đâu đấy? Cậu vừa cài cúc áo vừa trả lời. Tôi đi gặp khách hàng dưới huyện cùng với anh Tấn. Là nam hay nữ vậy cậu?
Cậu nhìn cô, cô ý nói. Khách hàng nữ. Nhưng mà có sao không? Cô tỉnh bơ rồi đáp. Không sao ạ. Em chỉ thấy phụ nữ giỏi thế cậu ạ. Cô cũng giỏi mà. Ôi trời ạ. Cậu Phong đang khen cô sao? Thế mà cô còn chưa kịp vui sướng được bao lâu thì cậu liền nói thêm. Giỏi chả treo với chồng ấy. Cái mặt của cô lúc này tiêu nghỉu ngay lập tức. Thật đúng là tức tối. Tức thật đấy. Tức cái lồng ngực ở đây này. Cô đáp. Em cũng có nhiều cái giỏi mà cô chưa khám phá ra thôi. Ví dụ nhá, em đố cậu tìm được ai làm món cơm rang ngon hơn em đấy. Điều này thì cậu công nhận. Cậu đã từng ăn ở rất nhiều nơi, rất nhiều quán ăn hay nhà hàng nổi tiếng, mà cái món cơm rang buổi tối hôm đó của con vợ cậu vẫn là ngon nhất. Lý sự. Thôi, tôi đi đây không muộn rồi. Vợ cậu ngoan ngoãn đáp. Dạ vâng ạ, cậu đi cẩn thận nhé. Sau khi cậu đi khỏi thì nhỏ Đào lên phòng tìm cô. Nó hớt hải rồi nói. Mợ ơi mợ, mợ Tuyết bảo mợ thay đồ rồi đi chợ huyện với mợ ấy. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Mợ Tuyết á? Dạ vâng ạ, mợ ấy vừa bảo con lên bảo mợ như vậy đấy. Được rồi, mợ xuống ngay đây. Lúc cô xuống bên dưới đã nhìn thấy mợ Tuyết đợi sẵn. Cô nghĩ mãi không ra tại sao hôm nay bỗng nhìn dù cô đi chợ huyện. Nhìn cái vẻ mặt cũng rất niềm nở nữa chứ. Mợ Tuyết cười tươi rồi nói. Ấy, thím ba xuống rồi. Chị đợi thím nãy giờ đấy. Vậy à, em cũng thay xong bộ đồ xuống ngay đây. Chẳng là lúc trưa thầy có đưa tôi ít tiền để mua quần áo. Nhân tiện tôi rủ thím đi luôn. Thầy đưa cả phần của thím nữa. Tôi thấy thím có mấy bộ quần áo cũ cũ thì vứt sửa hết đi. Mua mấy bộ mới xịn xịn mà mau. Ôi trời à, người trước mặt cô không biết có phải là Mở Tuyết cô từng biết không nữa. Quái lạ, dạo này cái nhà này nó làm sao ấy. Bỗng nhiên thay đổi đến khó tin. Mở Tuyết nếu như đã có lòng như vậy thì sao cô dám từ chối. Cô vui vẻ nhận lời. Thế rồi thằng Báo được nhiệm vụ chờ cô và Mở Tuyết lên huyện. Hôm nay thì Mở Tuyết lạ lắm. Thân thiện, vui vẻ nói rất nhiều điều. Mở còn nói. Chuyện của em Trâm chị thì chị thay con bé xin lỗi em. Từ hôm qua bây giờ nó xấu hổ không dám ra khỏi phòng. Nó còn nói sáng mai sẽ về dưới tỉnh. Thím rộng lòng đừng để bụng nhé. Dạ vâng ạ. Thực ra thì em cũng không để bụng gì đâu. Chuyện xong rồi thì thôi mà. Tôi chỉ sợ là thím sẽ nghĩ ngợi thôi. Sau khi nghe lời chú ba nói thì cuối cùng nó cũng tỉnh người. Thực ra thì nó không xấu. Chỉ là nó dại dột, đem lòng thích chú ba, nên muốn quan tâm chú ấy một tí thôi. Thím cũng hiểu cảm giác khi thích một người sẽ thế nào mà, đúng không? Câu hỏi của chị Tuyết khiến cô phải khựng lại suy nghĩ. Thích một người sẽ như thế nào ư? Thích một người chính là ấm lòng khi được người ấy quan tâm, là hạnh phúc khi được ở bên người ấy mỗi ngày, là lo lắng khi người ấy bị tổn thương. Mà những cảm giác này đều tồn tại trong trái tim cô. Chẳng lẽ cô đã thích cậu rồi sao? Thím ba. Mợ Tuyết lên tiếng gọi. Cô giật mình quay sang nhìn Mợ Tuyết. Cô trả lời. Dạ vâng ạ. Thím nghĩ cái gì mà thẫn thờ như vậy? Không có gì đâu ạ. Chỉ là vài chuyện linh tinh ấy mà. Mợ Tuyết gật đầu rồi mợ quay sang quát thằng Báo. Thằng Báo, mày đi chậm chậm thôi. Mày mới vừa học lái xe xong, trình độ tay lái vẫn còn yếu. Mày đi nhanh như vậy nhớ chẳng may mày làm ngã hai mợ, mày có gánh tội được không? Bụng mợ còn đang mang cháu đích tôn của dòng họ đấy. Thằng Báo nghe xong thì nó vội vàng vâng dạ, giảm tốc độ chậm nhất có thể. Bình thường lên đến huyện chỉ khoảng 20 phút, thế mà hôm nay đi tận 35 phút. Mợ Tuyết thông thạo cái chợ huyện này lắm. Đi đến gian hàng nào thì người ta cũng đều biết mợ. Mợ mua sắm chi tiêu cũng mạnh tay, nên được người ta săn đón nhiệt tình. Úi trời à, Mợ Tuyết, mợ vào gian hàng của tôi xem đi. Có bộ đồ này tôi mới nhập về đẹp lắm mợ à. Mợ kiêu căng trả lời. Đẹp thật không đấy? Hay là mặc vài hôm rồi lại rách tả tới? Đâu có đâu mợ. Tôi thề, chất này rất đẹp, mà giá cả phải chăng nữa. Ý bà sợ tôi không có tiền à?
Nói rồi thì Mở đưa cô đi tiếp gian hàng khác. Bà chủ gian hàng khi đó vội vàng gọi lại. Ấy Mở ơi, tôi nào có ý khinh Mở đâu. Mở quay lại đây mở hàng chiều giúp tôi với. Cô quay lại nhìn bà cô kia kể ra cũng tội. Mà có ai như Mở Tuyết đâu. Đi chờ người ta tiết kiệm từng ngàn với tiêu chí vừa rẻ vừa đẹp. Đằng này người ta nói giá rẻ một tí, Mở nghĩ là khinh Mở. Nghe buồn cười thật đấy. Sau cùng không nhìn được cô lên tiếng. Chị Tuyết, không phải là em có ý gì đâu. Nhưng mà đi mấy gian hàng rồi, em thấy gian hàng vừa nãy cũng có nhiều đồ đẹp đấy. Mở Tuyết định cáu nhưng nghĩ sao Mở lại nói. Được rồi, nếu như thế Mở nghĩ thì quay lại. Suốt cả buổi chiều dạo vòng quanh chợ, cô cũng chọn cho mình được 3 bộ quần áo và 2 đôi dép. Cô ưng cái bụng lắm. Ngược lại, Mở Tuyết khó chịu muốn chết, vẫn phải nở ra nụ cười trên môi. Hai người từ huyện trở về nhà cũng là khoảng 8 giờ tối. Đi mua sắm quần áo xong xuôi, Mở Tuyết còn rủ cô đi ăn ở nhà hàng. Mà lạ nhá, cô cứ có cảm giác gì đó không ổn cho lắm. Mà không ổn chỗ nào, cô không thể nào lý giải được. Cô cũng muốn về nhà sớm, mà ngặt nỗi cái xe nó hỏng đúng lúc, nên phải đợi sửa xe xong mới về được. Chiếc xe vừa dừng lại thì Mở Tuyết vội vàng đi trước, cô cầm đồ bước theo sau. Đúng lúc này thì nhỏ Đào từ nhà bếp đi đến. Nhỏ Đào hỏi. Ơ, Mở à, con cứ tưởng là Mở trên phòng cơ đấy. Mở bây giờ mới về mà Đào. Ông bà có nói gì Mở không? Dạ không à. Con nghe ông hỏi Mở với Mở Tuyết đâu. Bà còn nói đỡ bảo lâu lâu cho hai Mở đổi gió một tí. Thế cậu Phong đã về chưa? Cậu đang ở trên phòng đấy Mở. Nói xong thì nhỏ Đào gãi đầu. Rõ ràng là con nhìn thấy Mở trên phòng cơ mà. Hay là con hoa mắt nhỉ? Nghe nhỏ Đào nói xong, cô đã có cảm giác bất an. Vội vàng chạy thật nhanh lên phòng. Vừa đi vừa nghĩ, hy vọng mọi chuyện không như mình nghĩ. Ấy thế mà khi mở cửa phòng, mọi thứ khiến cô chết lặng. Mùi hương gì đó khác lạ lan lỏi trong căn phòng khiến cô nhíu mày. Mặc dù rất cố gắng, nhưng dường như đôi chân của cô sắp đứng không vững. Đặc biệt trên chiếc giường của hai vợ chồng bây giờ là Trâm, đang không một mảnh vải che thân. Ánh đèn mờ ảo chiếu xuống cảnh hai người quấn quýt, ôm nhau, khiến cô quặn đau cả ruột. Bỗng dưng từ đâu hai hàng nước mắt cứ như thế lặng lẽ tuôn rơi. Đau đớn, xót xa, không thể nào lột tả hết được tâm trạng của cô lúc này. Cô đã từng mong mình với cậu mãi hạnh phúc như vậy. Rốt cuộc, cuộc đời cũng chẳng đoán trước được điều gì. Hạnh phúc hôm nay biết đâu ngày mai lại là dĩ vãng. Từ cửa vào giường cách nhau một đoạn không xa, mà cô không đủ can đảm để bước tiếp. Cô rất muốn lao vào, tát cho con Trâm vài bạt tai. Nhưng mà nghĩ lại, cô có đủ tư cách đó sao? Ngày cưới cô thầy mãi từng nói, sau này, cô muốn lấy thêm vợ lẽ, cô cũng không được quyền ngăn cản. Khi đó, cô bảo mồm lắm. Cô cứ tưởng là mình luôn vô tư như vậy. Giờ khắc này cô biết, mình đã thích cậu rồi, thích nhiều lắm. Vô thức cô lùi lại đằng sau vài bước, cánh cửa phòng từ từ khép lại. Cái ngày mà cô không mong chờ, nó cũng đã đến, nhưng mà lại thật khó chấp nhận sự thật. Vẫn biết là cậu sẽ chẳng mãi mãi là của riêng cô. Vẫn biết là sớm muộn gì thì cậu cũng phải rước thêm vợ hai nữa. Thế nhưng khổ, cái cảm xúc này nó như giết chết trái tim của cô vậy. Nhỏ Đào nhìn thấy cô ngồi khóc, nó tò mò tiến đến rồi hỏi. Ơ, Mở, Mở làm sao mà giờ này ngồi đây khóc như vậy? Nghe thấy tiếng nhỏ Đào, thế nhưng không ngước mắt lên nhìn nó, buồn tuổi rồi nói. Đào à, Mở bị cắm sừng rồi. Mở đã biết sẽ có ngày này, mà không ngờ nó đến nhanh như vậy. Mở buồn quá. Nhỏ Đào ú ớ nhìn cậu Phong đang đến gần. Nó định lên tiếng thì cậu Phong ra hiệu cho nó im lặng, rồi vẫy tay, ý nói nó đi chỗ khác. Cậu đứng trước mặt cô mà khổ nỗi. Giờ này tâm trạng của cô buồn có để ý đến ai đâu. Một chốc một lát, cô đưa tay quệt hai hàng nước mắt rơi trên má. Cậu cười nhẹ rồi lên tiếng hỏi. Thế ai dám cắm sừng Mở đấy? Để đấy cậu xử cho. Cô nghe được tiếng của cậu giật mình ngẩng mặt lên. Còn cứ ngỡ là mình đang nằm mơ hay gặp ảo giác. Cho đến khi cậu gõ trán cô vài cái, cô mới tin đây là sự thật. Cậu Phong đang đứng trước mặt cô. Quần áo của cậu vẫn chỉnh tề.
cậu vẫn rất tỉnh và đẹp trai như vậy. Nhưng mà khoan đã, cậu đang đứng ở đây, vậy thì người trong kia là ai chứ? Cô lắp bắp rồi hỏi. Cậu Phong, sao cậu lại ở đây chứ? Thế tôi không ở đây thì ở đâu? Nhưng mà rõ ràng em thấy cậu nằm trên giường với cô Trâm cơ mà. Cậu lại gõ nhẹ trán của cô thêm cái nữa, cậu bảo. Bình thường thì danh như vậy, hôm nay cái não của cô nó đi vắng á, chưa gì đã khóc lóc như vậy rồi. Mà mắt cô làm sao mà nhìn thằng đó là tôi? Tôi đẹp trai người người thế này cơ mà. Thằng đó tuổi gì? Đang khóc mà cô cũng bị lời nói của cậu làm cho bật cười. Cô còn cố tình hỏi lại. Thật à cậu? Lần này thì cậu không nói nhiều, không giải thích thêm. Một phát, cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của vợ cậu. Hôn xong cậu hỏi. Thế đã tin chưa? Cô xấu hổ gật đầu. Dạ rồi ạ. Nói rồi thì cậu đưa cô lên thẳng trên lầu. Cậu sẽ giải quyết hai đứa nghiêm nhiên nằm trên giường của cậu ôm ấp nhau. Cậu còn gọi con Đào. À, còn con Đào, mày xách cho cậu xô nước lên phòng cậu nhé. Dạ vâng thưa cậu. Khi cánh cửa phòng mở toang ra, cậu lặng yên đứng nhìn hai người đang chìm trong cơn hoan ái. Gớm nữa, nòm sắc mặt hai đứa mày, cậu kinh tởm. Cậu ơi, nước đây cậu. Nhỏ Đào đưa cho cậu xô nước. Cậu mạnh tay hất thẳng xuống chiếc giường, rồi bật đèn sáng lên. Hai người trên giường giật mình, mắt nhắm mắt mở bật dậy. Trâm còn nói. Ai đấy? Cậu mày đấy. Nghe được tiếng của cậu Phong thì Trâm mở choàng mắt ra nhìn cậu, rồi liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh. Không phải là cậu Phong. Trâm vội vàng hét lên, rồi lấy chăn che cơ thể của mình lại. Hóa ra trên giường là Trâm với thằng Đực. Thằng Đực thì hốt hoảng. Nó mang máng nhớ lại khi cậu sai nó mang đồ cất lên phòng, thì bất chợt có người phụ nữ chạy đến ôm nó từ phía sau. Hơn nữa, khi nó hít phải cái mùi hương gì đó từ phòng của cậu, thì cái của quý của nó dựng hết cả lên. Cộng thêm việc tối nay cậu còn rủ nó đi uống rượu thay cậu nữa. Ánh đèn mờ ảo khiến cho nó không phân biệt được cô gái này là ai. Nó chỉ biết rằng ngay lúc đó nó muốn cô gái này lập tức. Dù quá trình sau đó nó không nhớ được gì nữa. Thằng Đực run run, mặc bộ quần áo nhảy xuống giường, quỳ xuống chân của cậu van xin. Cậu ơi, con xin cậu tha cho con. Con... Cậu Phong nghiêm giọng rồi quát. Con cái thằng thầy mày ấy. Hai đứa mày dám leo lên giường của cậu làm chuyện đó. Thích quá thì ra bồi chối mà làm việc với nhau chứ. Dạ cậu ơi, không phải như cậu nghĩ đâu. Con không biết giải thích thế nào nữa. Con không nghĩ đó là cô Trâm à. Hai đứa mày làm ô uế cái giường của tao. Tội này xử thế nào đây? Thằng Đực khẩn cầu van. Con xin cậu tha cho con. Lúc tối con có tí men rượu thế nên đã hồ đồ. Cậu thở dài rồi nói. Được rồi, mày cứ đứng yên đấy. Tí nữa tao nói với mày sau. Cậu và cô hai ánh mắt đổ dồn về phía Trâm. Mà Trâm trên giường mặt tái xanh lại run run rồi hỏi. Cậu Phong, trên giường rõ ràng là em với cậu, nhất định không phải thằng Đực. Cậu Phong quát. Cô bị ngáo á. Sự việc sờ sờ ra như vậy là còn ra mồm cái lại nữa. Đúng lúc này thì Mở Tuyết đi đến. Chưa gì thì Mở đã bù lu bù loa. Trâm, chú bà làm gì em thế này? Trâm khóc nức nở không nói nên lời. Mở Tuyết cứ tưởng gạo đã nấu thành cơm. Mở nói. Chú bà, cậu và em Trâm đã. Cậu Phong cáu kỉnh rồi đáp. Chị lên đây thì tốt quá. Chị xem, em gái yêu quý của chị đã làm gì với thằng Đực trên giường của tôi thế này. Mở Tuyết nghe xong thì chết điếng cả người. Mở tròn xoe mắt rồi hỏi lại. Tức không phải là... Cậu quát tiếp. Tôi còn không cút xuống giường của tôi. Mở Tuyết lấy quần áo cho Trâm mặc vào. Mở nhìn Trâm giận run cả người. Có chuyện lên giường cũng nhầm. Làm ăn cứ quái gì nữa. Cậu sai con Đào. Mày đi xuống dưới, gọi ông bà lên đây. Trâm vội van xin. Đừng cậu, em đã đủ mất mặt lắm rồi. Chuyện này mà đồn ra ngoài nữa, làm sao mà em lấy chồng chứ.
Mở Tuyết nói đỡ. Phải đấy chú ba, tôi xin chú thím giữ mồm giữ miệng giúp con bé đi. Cô nhìn Trâm, kể ra cũng tội. Đời Trâm được trao cho thằng Đực là lần đầu tiên. Cơ mà nghĩ đến cảnh nếu như người trên giường là cậu Phong thì chắc cô điên mất. Bây giờ cô mới hiểu lý do Mộ Tuyết lòng vòng không muốn mình về nhà sớm. Nhất định là hai người này có sắp đặt từ trước. Cậu Phong nói. Bây giờ hai người xin vợ tôi ấy. Trầm nước mắt ngắn, nước mắt dài lên tiếng. Mợ bà, xin mợ nhắm mắt cho qua lần này. Cô cũng không phải là người quá nhẫn tâm. Cô tin sau chuyện này thì Trâm cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại đây nữa, cô nói. Được rồi, hai người đứng dậy ra khỏi phòng tôi đi. Sau khi mọi người đã đi khỏi, cậu hỏi cô. Sao tha cho bọn chúng dễ như vậy? Thôi cậu à, em thấy như vậy cũng là đủ rồi. Cậu cười cười nhìn cô. Mắt sưng đỏ hết cả rồi kìa. Cô ngượng ngùng rồi đáp. Mặc kệ em chứ. Không kể đấy, có được không? Nói rồi thì cậu xoay người cô lại, cậu cười. Cậu đưa nhẹ ngón tay mơn man trên mi mắt của cô một cách rất nhẹ nhàng. Cậu hỏi. Thương tôi rồi có đúng không? Cô xấu hổ đỏ mặt, định chối. Thế nhưng mà lý trí không thắng được con tim. Không biết làm cách nào cô lảng tránh. Ấy, cậu có thấy phòng mình có mùi gì khác không? Nói rồi cô chạy vội đi tìm quanh căn phòng. Quả nhiên, có mấy cọng hương đã cháy hết cắm ở lọ hoa sương rồng. Cậu à, cậu xem này. Cậu nhổ mấy cọng hương lên, lẩm bẩm. Hương cấm. Hương cấm á? Phải. Mà em nghe nói hương này có tác dụng mê hoặc người hít phải, kích thích ham muốn giống như thay cho thuốc kích dục. Nếu như dùng trong thời gian dài thì có hại cho thần kinh có đúng không ạ? Thông minh đấy. Cô gật gù. Thế bảo sao mà thằng Đực nó lại lao vào Trâm? Lẽ ra người cô Trâm chủ định là với cậu mà không thành. Thằng Đực là thằng chết thay cho cậu đấy. Cậu nhìn cô bật cười. Cái gì mà chết thay? Thế nếu như khi đó tôi và cô ta xảy ra chuyện gì, thì người đau lòng nhất là cô còn gì nữa? Còn cái là không phải nữa đi. Cậu... Tôi sao? Thì cậu nói gì cũng đúng. Cậu mỉm cười rồi nói tiếp. Thôi đi ngủ. Nhưng mà bây giờ giường ướt hết cả rồi. Để đấy tôi bảo con Đào lên thay cái chiếu khác. Thôi, cậu cứ để đấy đi em thay cũng được. Muộn rồi, bắt tội nó. Trải chiếu mới xong xuôi thì cậu bảo cô bỏ hẳn cái chiếu kia đi. Cậu cảm thấy nó dơ bẩn. Cậu mà ngứa mắt thêm tí nữa thì cậu vứt hẳn cái giường này đi để thay cái giường khác ấy. Cô lý sự rồi trả lời. Nói như cậu thì chắc phải thay luôn cái phòng mất. Con vợ của cậu nó lại bắt bẻ cậu. Cậu liền kéo sát cô vào lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Theo đà thì cô cũng đưa nhẹ chiếc lưỡi của mình lên đầu môi của cậu. Sau một hồi mơn trớn, cậu chủ động đưa chiếc lưỡi của mình tiến sâu vào bên trong, càn quét lấy chất ngọt ngào từ trong khoang miệng. Cái cảm giác lúc này chào ôi đê mê gì đâu. Bàn tay của cậu không còn tự chủ được nữa, luồn vào trong chiếc áo lụa, chạm đến nơi đồi núi căng tròn. Cậu nhếch môi cười nhẹ rồi cậu hỏi. Có thích không? Cô xấu hổ hai má đỏ hây hây, ngượng ngùng rồi đáp. Em không biết. Thật không? Đôi môi nóng rực của cậu lại một lần nữa áp lên đôi môi mềm mại của cô, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Cậu đắc ý cười thầm. Hai tấm lưng chậm chậm ngả xuống chiếc giường rộng lớn. Không lâu sau đó thì cậu hôn lên khắp cơ thể của cô. Cô chỉ cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn trống rỗng. Thế rồi một cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Cậu đưa tay của mình kéo phát chiếc quần của cô xuống, rồi quăng ra xa. Vô thức, cô đưa tay bám vào bờ vai của cậu. Bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy phần mông. Thế rồi một lực mạnh mẽ nhanh chóng đè xuống. Công nhận là lồng ngực của cậu vừa ấm áp lại vừa rắn chắc. Khi mà cậu chạm sát người cô thế này, cô lại càng cảm nhận được rõ ràng từng thớ cơ quyến rũ. Chống ngực của cô cứ liên hồi đập thình thịch. Cảm giác bén lén như ngày đầu tiên hai người chạm vào nhau. Động tác của cậu càng lúc lại càng nhanh, càng lúc lại càng mãnh liệt.
thoáng chốc khiến cô không tự chủ được. Cái loại cảm giác ngất ngây đến kỳ lạ, vừa nóng như lửa, lại vừa điên cuồng như chìm dưới cơn sóng. Hai bàn tay đan xen nhau nắm chặt lại, hướng lên đỉnh cao của dục vọng tình ái. Tiếng gà trống vang lên, cô bừng tỉnh mở mắt. Ánh mắt có một chút mông lung nhìn xung quanh. Chỉ cảm thấy toàn thân vô lực như thể mới bị ai đó dần cho một trận tơi bời. Cô khẽ xoay người. Bất chợt, cánh tay của cậu vòng qua người của cô ôm từ phía sau. Cô cười nhẹ nhớ lại chuyện tối qua. Trong tim dâng lên một cảm giác thật kỳ diệu. Cô và cậu đã thực sự trải qua chuyện đó một cách nồng nhiệt thế sao? Nghĩ đến đây trên môi cô tràn ngập nụ cười một chút ngây ngốc. Trời sáng hẳn, cô và cậu cùng đi xuống bên dưới. Đúng lúc thấy Trâm xách đồ ra khỏi cửa. Trâm nhìn cậu, trong ánh mắt vẫn tràn ngập lưu luyến. Chuyện tối qua Trâm tức lắm. Nhưng sau chuyện này cậu làm lớn, đành phải cuôn cút rời khỏi. Mở tuyết thì rơm rớm nước mắt ra vẻ thương xót em. Trâm à, về cẩn thận nhé. Chị sẽ nhớ Trâm lắm. Trâm gật đầu bước đi. Con Hiền đứng từ xa nhìn. Sau khi nó biết chuyện thằng Đực ngủ với Trâm, nó điên tiết vô cùng. Nó lẩm bẩm rủa cho Trâm ra đến cửa té toạc cả háng ra. Ai đời lại dám phá đời trai của anh Đực nhà nó. Một tuần sau đó, từ ngày Trâm rời khỏi nhà, nên cuộc sống của cô trôi qua một cách bình yên đúng nghĩa. Hơn nữa, bà Dung cũng không làm khó hay bắt bẻ cô nhiều như trước. Mở tuyết dạo này cũng mở suốt trên phòng, không thấy lảng vàng trước mặt của cô nhiều. Nghe nhỏ Đào kể thì con Hiền với thằng Đực giận dỗi cả tuần nay, không buồn nói chuyện với nhau. Dạo này thì cậu Phong cũng bận rộn, đi sớm về khuya suốt, nên cô và cậu cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Buổi trưa hôm ấy cô đang mơ màng, thì thấy cậu trở về. Cô vội vàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy rồi hỏi. Cậu hôm nay lại về buổi trưa thế này á? Cậu đã ăn uống gì chưa? Tôi ăn bên xưởng rồi. Thầy gọi tôi về họp gia đình. Mà sao bỗng nhìn bữa nay lại họp gấp buổi trưa như vậy cậu? Chắc lại do bà ấy bày trò gì nữa đây. Cậu nói thì cô mới nhớ. Mấy hôm nay cậu bận rộn, nên cô đã quên báng mất, không kể cho cậu nghe về giấc mơ hôm trước. Cô chậm chậm cất lời. Cậu à, cậu ngồi xuống đây nói chuyện với em một lát được không? Cậu Phong nhìn cô gật đầu. Có chuyện gì vậy? Mấy hôm trước, em định nói với cậu mà em quên mất. Tuần trước, em có mơ thấy đứa trẻ kia. Nó khóc bảo, nói sắp mất nhà rồi. Nó còn nói nhất định phải giữ lại ngôi nhà đó. Tức là cái nhà bị bỏ hoang ở bờ ao bên kia đấy. Em biết là cậu không tin. Nhưng mà... Chưa để cô nói hết câu thì cậu đáp. Tôi tin. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu tin á? Phải. Tôi tin bởi vì mấy hôm nữa, tôi nghe thầy gióng trước, bà ấy muốn phá bỏ ngôi nhà kia. Tôi nghĩ hôm nay họp gia đình gấp cũng vì chuyện này đấy. Thế bây giờ phải làm sao hả cậu? Cậu nhìn cô kiên quyết nói. Muốn phá bỏ ngôi nhà đó trước tiên, phải bước qua xác tội. Cậu dứt lời thì bên ngoài tiếng thằng Báo gọi lớn. Cậu Phong ơi, ông sai con bảo cậu xuống dưới nhà họp à? Tao biết rồi, tao xuống ngay đây. Trước khi đi cậu còn nói nhẹ với cô một câu. Yên tâm đi. Lúc cậu xuống đến bên dưới thì thấy ông và hai bà ngồi ở giữa. Cậu Tấn và cậu Phát ngồi hai bên. Ông vội vàng lên tiếng. Thằng Phong nhanh lên, mọi người đợi từ nãy giờ đấy. Nói rồi thì ông dõng dạc trình bày. Hôm nay thầy gọi mấy đứa về gấp thế này cũng là có chuyện gấp muốn nói. Chẳng là mấy đứa cũng biết dạo này Bu Dung của mấy đứa đau ốm bệnh tật sút. Mấy hôm trước thầy có dẫn Bu đi khám bệnh để lấy thuốc, cũng tình cờ gặp được ông thầy xem bói. Ông ấy bảo Bu bị như vậy là từ ngôi nhà kia phát ra. Xét về mặt phong thủy, để ngôi nhà ấy cũng rất xấu. Để lâu, coi chừng còn phá sản nữa. Cậu Tấn và cậu Phát tỏ vẻ không quan tâm đến chuyện này cho lắm. Riêng mỗi mình cậu Phong lên tiếng. Bu bị bệnh là tại ngôi nhà ấy hay là do tâm bệnh mà ra? Bà Dung nghe cậu Phong nói có một chút giật mình, nhưng mà vẫn bình tĩnh trả lời. Phong, con nói như vậy là có ý gì đấy? Bu từng làm chuyện gì thì Bu biết. Con làm sao mà biết được? Bố Dung tức nghẹn, giả vờ đau buồn rồi nói.
Ý con là Bu giả vờ sao? Con có biết con nói như vậy Bu đau lòng lắm không? Bu lúc nào cũng thương con nhất mà Phong. Ông Mai thấy như thế thì lên tiếng. Phong, hôm nay con sao vậy? Sao lại ăn nói với Bu như thế? Chỉ là chẳng qua con thấy ngôi nhà đó để không đã nhiều năm nay, mà nếu con nhớ không nhầm cũng ngót nghét gần 20 năm. Từ đó cho đến bây giờ có làm sao đâu. Bây giờ bày đặt phong thủy. Ông Mã trả lời. Thế ý con là thầy bói nói linh tinh á? Vậy thì thầy hỏi con, người ta đến nhà mình bao giờ đâu mà biết nhà mình có ngôi nhà bỏ hoang? Cứ không phải không đến là không biết. Bây giờ hiện đại hơn rồi, chỉ cần một cuộc gọi biết ngay. Con nói cứ như nhà ai cũng giàu có để có điện thoại gọi không bằng ấy. Đúng, không phải là nhà ai cũng giàu có, nhưng mà làm cái nghề lừa gạt ấy thì giàu lắm. Ông Mãi lúc này tức quá đập bàn rồi quát. Ý con là thầy mày ngu, bị người ta dắt mũi sao? Đấy là do thầy nói chứ con không nói. Thấy tình hình hai người căng thẳng, bà Hai liền lên tiếng nói đỡ. Thầy nó, có gì từ từ nói, lớn tiếng không giải quyết được gì cả, hai cha con bất hòa mất hay. Thì bà xem thái độ của nó đi. Làm con như nó, như vậy mà coi được á? Thật đúng là tức chết. Bà Dung được đà ủy khuất rồi nói. Thôi thầy nó à, cứ để em ốm yếu chết đi cũng chả sao cả. Cậu Phong nhìn bà, cười khẩy một cái, mạnh mẽ tuyên bố. Nếu như thầy cứ nhất quyết phá bỏ ngôi nhà đó, thì từ giờ thầy cứ xem như thằng con này đã chết. Dứt lời cậu Phong đứng dậy bước đi. Nhưng bước đi của cậu vẫn hiên ngang như vậy. Trái lại, ông Mãi tức run cả người. Thế nhưng ông không dám mạnh miệng thách cậu. Cậu chính thức tiếp quản công việc ở xưởng có mấy tháng nay thôi, nhưng mà cậu giỏi lắm. Cậu ký được rất nhiều hợp đồng làm ăn lớn. Cậu ngoại giao cũng giỏi nữa. Khách hàng của xưởng bây giờ đều là muốn hợp tác với cậu, mà ông thì cần người như cậu tiếp quản cái sự nghiệp này. Ngày xưa ông thương bà Hai, nhưng bởi vì sự nghiệp, ông đã đánh đổi tình yêu để lấy bà cả. Ông là như vậy đấy, luôn coi trọng sự nghiệp lên hàng đầu. Bà Dung khóc lóc rồi than. Chắc chắn thằng bé hiểu nhầm gì đó về em. Từ hôm trước cho đến giờ, nó xa cách với em biết bao nhiêu. Ông Mãi thở dài. Thôi, chuyện này bàn sau vậy, mọi người giải tán đi. Buổi chiều hôm đó thấy bà Dung đi vắng, cô mới dám lẻn sang ngôi nhà hoang bên kia ao. Nghĩ bụng tiện thể thắp cho Bu con họ nén hương, bởi vì dù sao ngày mai cũng là mùng 1 đầu tháng. Lúc cô đến nơi đã nhìn thấy bà Hai ở đó. Cô ngạc nhiên nhìn bà Hai, còn bà Hai không ngạc nhiên cho lắm. Bà nhìn nắm hương trên tay cô, rồi lên tiếng hỏi trước. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Có thể nói rằng giờ đây thì hai mẹ con trong giấc mơ của Hạnh đã dần dần lộ rõ thân phận. Cậu Phong cũng đã nói rằng đó chính là mẹ và em trai của cậu. Vậy thì lý do nào khiến cho họ phải chết oan ức như vậy? Và cái chết của họ có liên quan đến ai trong căn nhà này? Vì sao bà Hai lại không muốn nói sự thật này với Hạnh? Liệu rằng lần gặp gỡ này, sự thật đó có được tiết lộ hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy gặp lại anh Sa vào 12 giờ buổi trưa ngày mai trên kênh Chị Dậu nhé. Và nếu như mọi người cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên ủng hộ cho anh Sa và ekip bằng một thao tác rất đơn giản thôi, đó chính là nhấn like, chia sẻ hoặc là nhấn vào nút đăng ký kênh. Ngoài việc gặp gỡ anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật an lành và nhiều sức khỏe.